Em chào cả nhà, hôm nay em lại giới thiệu với cả nhà một con máy mài hai đá của Hitachi. Đây là một con Hitachi có cái mã là GT21. Bây giờ em sẽ xoay một dòng máy cho cả nhà xem về tình trạng của máy. Con máy này về em vệ sinh sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi ha, đó, như mới. Vẫn còn 7 màu. Đó. Em xin đọc thông số của con máy mài hai đá Hitachi này. Thì con máy mài hai đá Hitachi này nó có model là GT21. Con này là hàng nội địa nhận sử dụng nguồn điện nguyên zin một pha là 100V, có công suất là 620W, có vòng tua là 3.000 trên 3.600 vòng một phút. Máy sử dụng cỡ đá là 205 nhân cho 19 nhân cho 15.88mm. Con này nó có ghi đát là 26 năm 1983 hay sao ạ? Tổng tư nặng của con máy này nó nặng là 19kg. Chiều dài tổng thể của máy là 46cm. Chiều rộng của máy hiện giờ là 24cm, và nếu mà lên 25 thì phải đưa cử ra ngoài hơn xíu ha. Hiện giờ 24, và có chiều cao là 27.5cm. Đây là phía trên của máy ha, đây là phía dưới. Và sau đây em xin cắm điện vào áp máy cho cả nhà. Máy có công suất là 620W nhưng chạy rất là mạnh nha. Cả nhà sẽ xem cái độ rung lắc của kim đồng hồ. Rồi thì em xin đọc lại thông số của con máy mài hai đá Hitachi này. Thì con máy mài hai đá Hitachi này nó có model là GT21. Con này là hàng nội điện nhận sử dụng nguồn điện nguyên zin một pha là 100V, có công suất là 620W, có vòng tua là 3.000 trên 3.600 vòng một phút. Máy sử dụng cỡ đá là 205 nhân cho 19 nhân cho 17.88mm. Tổng cân nặng của một con máy như thế này nó nặng là 19kg, và em sẽ bán cho cả nhà con máy này với cái giá là 3.500.000 đồng. 3.500.000 đồng và em đã bao gồm phí vận chuyển và đóng gói á. Cả nhà chỉ cần cọc phí vận chuyển giúp em, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi nhận hàng và ép máy các kiểu ạ. Em cảm ơn cả nhà.